để tiếp tục Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi tiếng nói cử tri với Jackie Bông. Jackie Bông xin kính chào quý vị. Tổng thống Trump tham dự thượng đỉnh lần thứ 45 của nhóm các quốc gia phát triển G7, gồm có Canada, Pháp, Đức, Nhật, Ý, Anh và Mỹ. Trong tuần cuối tháng 8 2019 tại Biarritz bên Pháp, Tổng thống Pháp Macron chủ nhà mở màn với nhiều chủ đề nóng bỏng như xung đột bên Syria, thảo luận hạt nhân với Iran và mới đây là chiến tranh thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Những dự kiện này chia gây rẽ giữa hai bờ Đại Tây Dương cho nên muốn giảm căng thẳng, Tổng thống Macron mời Ngoại trưởng Zarif của Iran đến tham dự hội nghị, nhưng Tổng thống Trump từ chối gặp Ngoại trưởng Zarif. Vấn đề thứ nhì là thương mại toàn cầu với sự gia tăng của xu hướng bảo hộ, đặc biệt là thuế quan mà Hoa Kỳ đánh trên các hàng hóa của Trung Quốc và châu Âu, gây sự chia rẽ giữa các thành viên G7. Tổng thống Macron nói là cách đây 3 thập niên, G7 chiếm 70% GDP thế giới, nhưng nay sụt giảm còn có 40%. Hơn nữa, sức mạnh ngoại giao cũng đang suy yếu. Vì thế, Tổng thống Pháp phóng xa và đề nghị cởi mở mời thêm các nước khác như Ấn Độ hay Iran vào G7 để hợp tác và củng cố sức mạnh. Còn Tổng thống Trump thì muốn tái nhập Tổng thống Nga Putin trở vào G7 vì ông Putin bị loại khỏi khối G8 năm 2014 sau khi Nga chiếm đóng hai quốc gia Georgia và Ukraine rồi thôn tính lãnh thổ Crimea nhập vào lãnh thổ của Nga. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk tuyên bố là không có điều kiện nào có thể để Nga tái gia nhập G7. Trong lúc cuộc họp thượng đỉnh đang tiếp diễn, thì những đám cháy đang hoành hành trong rừng rậm tại Amazon bên Brazil. Các thành viên G7 đồng thuận chi tiêu 22 triệu Mỹ Kim để cứu vãn tình thế khẩn cấp này. Tuy vậy, Tổng thống Bolsonaro của Brazil chỉ trích các thành phủ nước ngoài liên minh với nhau để can thiệp vào chủ quyền của quốc gia ông. Trước đó, Tổng thống Bolsonaro bị cáo buộc đã dung túng các công ty khai thác mỏ và gỗ, cố ý đốt lửa để phá rừng, lấy đất trục lợi. Nhưng Tổng thống Brazil đổ lỗi cho Viện Nghiên cứu Vũ trụ INPE, cố tình công bố vụ cháy rừng năm nay tăng tới 85% với hơn 75.000 vụ cháy rừng ở khu vực Amazon, làm mất uy tín chính quyền của Brazil. Đây là lần thứ nhì hội nghị G7 được kết thúc mà không có tuyên bố chung. Năm ngoái, Tổng thống Trump dần bỏ ra về sớm và năm nay thì có rất ít sự đồng thuận hay sự tiến triển nào về các vấn đề cấp bách nhất của thế giới như thỏa thuận về thương mại hay về biến đổi khí hậu mà Tổng thống Trump tránh không tham dự buổi họp. Những sự kiện này làm khoảng cách càng lớn giữa Hoa Kỳ và các quốc gia thành viên. Tổng thống Trump tuyên bố là những thỏa thuận quá khứ đã gây bất lợi cho Hoa Kỳ. Tuy nhiên, trước khi ra về, Tổng thống Trump cho biết rằng hội nghị thượng đỉnh năm tới sẽ được Hoa Kỳ tổ chức và đề nghị làm tại khu nghỉ mát đánh golf, sở hữu của Tổng thống tại Florida. Jackie Bông xin kính chào quý vị. Trả lại đây quyền phúc quyết của người dân, dân biết điều gì dân cần để tự do mưu cầu hạnh phúc. Trả lại đây quyền chính đáng của người dân, dân biết chọn gì cho mình, cho thái bình non nước Việt Nam. Anh Thức thấy sao? Em hát lại đoạn điệp khúc cho anh nghe một lần nữa. Trả lại đây quyền phúc quyết của người dân. Ngưng. Bây giờ em thử đổi cho anh quyền phúc quyết của toàn dân thay vì quyền phúc quyết của người dân. Mình đổi chữ toàn dân thay cho chữ người dân. Em thử xem.
Trả lại đây quyền phúc quyết của toàn dân, dân biết điều gì dân cần. Wow, hay, cảm ơn anh Thức. Cái này là rất là hay. Cái câu mà mình, câu sau mình vẫn giữ là quyền chính đáng của người dân, nhưng mà câu đầu là mình sửa lại là quyền phúc quyết của toàn dân. Ok. Trong bóng tối trại giam, nơi cầm tù những người có tội. Kính thưa quý vị, chương trình Bản tin Hoạch Trình Đốn đến đây xin tạm ngưng. Chúng tôi sẽ tiếp tục phần 2 sau phần thông báo và quảng cáo.